Chào các bạn, có nhiều người muốn Hoàng khui thùng mấy cái cây đàn mới. Thì hôm nay Hoàng làm một cái clip khui thùng để cho các bạn biết. Các bạn ở phương xa các bạn có thể mua được thông qua website hay là trang fanpage của Hoàng ha. Bây giờ trước mặt Hoàng đang có hai cây. Thì hai cây này phân khúc giá khác nhau, không có giống nhau nha. Cái cây này là cây IDV144. Hôm nay Hoàng làm là lý do là trong cái tháng 6 này, tháng 6 2020 nha, được khuyến mãi 10% cộng thêm một cái tai nghe nữa. Đây, để cho các bạn xem luôn. Họ khuyến mãi trong tháng 6 thôi nha các bạn, hết tháng 6 là họ hết khuyến mãi đó. Thì bên Hoàng bán thủ bật mấy luôn, bán cái cây đó đủ bộ hết là 19 triệu. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì bao vận chuyển, còn ở ngoài tỉnh thì Hoàng thì các bạn thêm cái phí vận chuyển cho Hoàng nha. Đây, khui nó ra thì nó đó là cái này hình như là cái giá của nó tầm 800.000 hay sao, cái giá của nó tầm 800.000. Thì loa đó, cái headphone nó nghe tốt lắm nha các bạn, nghe hay lắm ạ. Rồi ok, cái này trước nha. Đấy, cái này bây giờ Hoàng sẽ nói sơ sơ qua cây này ha. Cây này do là đàn mới khui thùng ra thì ưng lắm. Thực sự là ai mà khui hộp bất kỳ cái gì đều có cái cảm giác đó hết. Thì cái cây đàn này cũng thế ha. Rồi giờ Hoàng đàn chơi chơi cho các bạn xem thử nha. Thêm một cái lợi điểm của nó nữa là nó có thể kết nối với cái iPad hoặc iPhone để sử dụng cái app là app Smart Pianist thông qua cái cọng dây này nè. Hồi trước á, là phải mua cái cọng dây chính hãng rất là mắc tiền. Cái đợt này Hoàng kiếm được cái cọng dây này của Trung Quốc thì có trăm mấy thôi, nhưng Hoàng cũng không bảo đảm nha. Có khi là cái phần mềm của họ họ nâng cấp lên là họ sẽ không cho mình xài cái này nữa. Cho nên cái này là cái giải pháp tạm thời thôi nha các bạn, cho nó rẻ tiền, giải pháp tạm thời thôi, mà không có chắc chắn lắm. Nhưng hiện tại thì Hoàng đã connect được. Làm sao các bạn kiếm một đầu là cái đầu này cắm vào đàn, cái đầu còn lại, bởi vì cắm vào iPhone, iPad ấy, thì sẽ cái cổng Lightning, cổng này gọi là USB-B thì phải, đó USB-B.
landing ha. Rồi các bạn mua làm sao cho được cái cộng này thì thôi, còn không là các bạn phải mua cáp này cáp kia kết nối lại với nhau thì cái đó nó tốn tiền. Rồi các bạn à, cái điểm lợi của cái này là gì thì Hoàng show cho các bạn xem. Vinogroup á thì là thật ra là nó thay đổi cái môi trường, ví dụ cái môi trường này là môi trường ở trong khán phòng đi, môi trường này trong khán phòng lớn hơn nè, ở trong gia đình nè, ở trong club nè, đó, và tắt nó đi. Rồi cái đó nó không quan trọng đâu các bạn. Đây mình chỉnh voice cho nó thiệt là lẹ, mình click vô chẳng hạn mình chỉnh mình đổi qua cái tiếng này tiếng kia cho nó nhanh. Rồi thật ra cái đó mình không cần phần mềm mình vẫn làm được đúng không? Ở cái này layer này. Rồi thực sự nó vẫn chưa có quan trọng lắm. Rồi bây giờ cái này nè nó mới thú vị. Chẳng hạn đây Hoàng lót cái bài Bonita xin chào My đi. Khi Hoàng lót xong, đó xong rồi Hoàng nhấn done, nó hiện lên hợp âm của bài đó. Cái đó mới là cái mình đáng nói nè. Đó, cái đó là mình đáng nói nè, cực kỳ đáng nói luôn. Hoàng kéo ra giữa giữa đi, giữa giữa cái bài không, nó có volume, tempo, tempo thôi, nói sao. Bây giờ nhấn play, play đâu rồi? Here. Xin chào mình. Đó, mình dựa hợp âm mình đánh luôn đúng không? Yêu đã bỏ ta đi. Đã thử. Buồn ơi. Đó. Quay lâu quá nó bắt bản quyền ha. Cái app này nó lợi điểm nhất ở chỗ nào? Không phải là để nó chỉnh cái tiếng nó nhanh. Thật ra cái bài này, cái đàn này á, nó có 5-7 tiếng hay là 10 tiếng à, đơn giản lắm. Nhấn kịch ở đây là xong rồi. Cái đó không quan trọng, phải dùng app mất công để kết nối ha. Vậy cái app này nó giá trị ở chỗ nào? Là nó phân tích được cái bài nhạc đó, cái, ví dụ bạn bỏ MP3 vô, rồi nó lót ra, nó phân tích cho các bạn biết chỗ đó đánh hợp âm gì, rồi các bạn đánh theo. Thậm chí là các bạn có thể tăng hoặc giảm cái tốc độ, hoặc là tăng giảm cái tempo. Tempo là nâng tông hạ tông á, nói cho các bạn dễ hiểu. Thì cái đó là cái điểm lợi nhất của cái app này. Cho nên Hoàng tách thành hai phần. Cái app này rất rất là hay, nhưng cái app này hay cho ai, cho đối tượng nào thì các bạn biết. Nếu để đàn được như vậy thì thật sự là một người mới chơi không có đàn được, và cũng không có sử dụng cái app này được, đúng không các bạn? Giống như là cho con mèo đồng tiền vàng vậy đó. Con mèo đó có biết xài tiền đâu, cho nó đồng tiền vàng thì chịu thua. Cho nên là đưa cái app này cho những cái người mới bắt đầu thì thật sự là chưa có cần tới ha. Nhưng người nào mà cần những cái mà Hoàng đã show cho các bạn thấy đó thì cái đó thực sự là hay. Thực sự là hay ha. Cho nên bây giờ Hoàng tách ra, vẫn cứ nói là tách ra. Cái app đó rất là hay dành cho cái gì đó. Rồi tách ra. Vậy không có cái app, cái đàn này đáng mua không? Thưa các bạn là đàn này đáng mua nha. À, hoặc có để cái ở dưới cái description á, là cái phần inbox trên fanpage nha. Đôi khi là có những cái sản phẩm Hoàng để giá, nhưng có cái sản phẩm nhưng bởi vì nó compete quá nhiều, cạnh tranh quá nhiều là Hoàng không có để giá được. Cho nên là vui lòng các bạn nhìn cái description ở dưới để mà inbox vào cái trang fanpage để cho bên Hoàng có thể trả lời cho các bạn về giá cả cái thời điểm đó nha các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.